Anh Tha là đủ mà anh Hai à. Nghĩa Trang Liệt Sĩ nha bà con, chuẩn bị khánh thành nha bà con. Nghĩa Trang Liệt Sĩ của xã Liệt Trạch nhất nha. Anh em con cháu ủng hộ nha, xây nhà thành Nghĩa Trang Liệt Sĩ nha. Anh em con cháu phụ xây Nghĩa Trang Liệt Sĩ đẹp ạ. Nghĩa Trang Liệt Sĩ, anh em con cháu ủng hộ xây Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Thấy ạ. Thấy ạ, vui quá đẹp này. Thôi ra cho bà con nhé.